Anh em nhá, hàng về quá trời hàng luôn mà nhiều quá, vừa khui xong mệt cũng chưa muốn làm cái gì cả. Đấy, anh em thích con gì thì em bảo em nhá, thì em sẽ làm ưu tiên làm trước và đăng bán trước cho anh em xem nhá. Đây, ở đây là con anh qua, con này về phun cả thùng luôn, sách vở luôn, sách giày khộp luôn. Đây, sách hướng dẫn toàn tiếng Nhật đây. Đấy, báo Nhật này, giấy báo Nhật. Thôi, điều khiển nhá, điều khiển mới đét. Điều khiển này, điều khiển gốc luôn em nhá, mới đét. Đấy. Đây, loa đi các thứ, nói chung con này rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Vuông vắn, đẹp. Bẩn bẩn tí vì nói chung là hàng bãi thì còn tí tí bẩn bẩn thôi. Đây, chỗ này bẩn tí này. Đấy. Thùng vuông vắn hết, vuông đét luôn. Đấy. Anh Nhật anh ghi chữ gì đây? Đấy. Em chưa vệ sinh nhá, nên nhìn nó hơi bụi bụi tí. Con này phun thùng nhá. Đấy. Cũng chưa test đâu, cũng chưa biết là tình trạng CD mới đây là không. Là như các thứ là đây. Đấy. Đầy đủ nhá. Ngày qua phun thùng. Ôi, còn một đống đây, trăm bộ anh nhá, rất nhiều luôn. Quay cho anh em ngó nghiêng qua, con này về đầu không, không thấy loa đâu. Đấy. Cặp loa này của bộ khác, cặp này Pioneer, cặp này phải làm gân rồi, cặp này một gân rồi, cặp này Victor này. Em cứ quay lại sơ sơ vui vui nhá, anh em mà thích con nào thì khoanh chụp ảnh màn hình khoanh tròn vào. Đấy. Thì em sẽ test một cái trước cho anh em, làm một cái trước cho anh em. Đây, con này vào cái bộ này. Đấy. Cũng giống bộ kia nhưng mà nó con này nó hàng bãi nó bẩn hơn. Đấy. Đây, bộ này. Ôi, con này mất cả volume, mai em kiếm cái volume khác. Đây, con này, con Victor Bagway này. Đấy, loa này. Có cả USB nhá. Dòng USB chơi ok này. Đấy, chưa test đây. Ổ cứng này. Sony ổ cứng màu trắng này. Đấy. Chưa vệ sinh nhưng nhìn nó bẩn khiếp này anh ạ. Đấy, hàng bãi về nó bẩn khiếp này luôn. Con này về cả khiển luôn nhá. Đấy, khiển theo dàn luôn. Chưa vệ sinh. Chưa test luôn, chưa biết sống chết. Rồi bộ Sony nhỏ nhỏ xinh xinh. Úi, bẩn kinh khủng anh em, kinh khủng bẩn luôn. Sờ vào ghê cả tay luôn. Đấy, bộ Sony con này còn chưa cả khui này. Dày dợ, đấy. Rồi, dưới là con Sony, cặp Sony 373. Còn này 100W này. Loa thiết kế khá là đẹp luôn. Cái này về cũng rất là đẹp luôn, vuông vắn tuyệt căng. Nếu anh em thích con nào cứ khoanh tròn vào nhá. Khoanh tròn vào cái chụp ảnh màn hình khoanh tròn vào. Em sẽ ưu tiên test trước. Ở đây là mấy cái con MG X1 đây, Q1 nổi tiếng rồi. Em bán rất là nhiều vì giá nó rẻ, thứ hai tiếng rất là hay luôn. Giá rẻ nhưng tiếng rất là ok nha anh em nhé. Cái dòng Q1 này. Đây, hai bộ Q1. Con này đây, cái loa này là quý loa bẩn dã man luôn, kinh tởm luôn anh ạ, kinh tởm luôn. Đây, hai cái loa này là của cái đầu này, có cả loa súp hông này, quý súp hông này, trông hơi cổ ạ. Hãng gì đây? Fisher, tất nhiên là của Nhật Bản rồi, chữ Nhật đây rồi, nhưng mà hãng này chắc mới vẩn lắm, xấu quá. Đồ này về hơi xấu anh em ạ, toàn loa cỏ này. Cục Victor này, không có loa này. Đây thằng Pioneer, rẻ rách này, loa toàn giải này. Đấy, cục nó đây. Ôi giời, mất cả cái đĩa này. Những con này thanh lý hết vài trăm nghìn thôi, 300-400 thôi. Con xấu này. Coi như bán loa, cục của con cục tặng loa. Thằng này là thằng Sony. À, thằng Mao 333, con này xấu quá. Không phải, à đúng rồi, con này xấu. Rồi, đây là một cặp lề công suất nhá. Con này có lề công suất. Cái trắng trắng này là cái giấy dán rồi. Đấy, em chưa vệ sinh. Cặp này là cặp lề công suất. Đấy, cặp này đẹp lắm nhá. Cặp này đẹp nhá anh em nhá. Ai à, mắc gì đây? Ai à, nặng quá. Ai à, tưởng mắc cái gì cơ, nặng. Ui, nặng dã man. Ui lửa. Kinh khủng rồi. Nặng thật. Ê lửa. Loa nặng dã man luôn anh em ạ. Con này phải đến chắc phải tầm 6-7 cân. 6 cân. Bên này nhẹ hơn tí, bên này không có công suất, nhẹ hơn tí.
Con này giá trên triệu nhá, Sony, tiếng rất hay luôn. Con này chưa bán một lần, tiếng hay lắm. Bé một tiếng hay lắm, bát chắc lắm. Đây có chỉnh bát này. Đây, có chỉnh bát, có chỉnh volume này. Hiệu ứng music và more view để xem phim. Chưa vệ sinh nhìn nó kinh dởm thôi anh ạ. Vệ sinh lên thì nó không biết nữa đâu, con này đẹp đấy. Vùng bán đẹp đấy. Con này em chưa vệ sinh thì nhìn nó hơi kinh tí thôi. Khiếp khiếp tí thôi, nhưng thực ra nó cũng đẹp đấy. Có cả cổng quang này, không có nhìn thấy quang nào. Optical input luôn, à con này chơi cả tivi luôn nha. Optical input luôn, chơi tivi luôn. Đấy. Con này chơi máy vi tính cái thứ ok lắm. Ui dồi, loàn nặng lắm anh em ạ. Thiết kế rất đẹp luôn. Cái miếng đề can này về nó không bị gãy chứ may quá. Miếng này thường hay bị gãy lắm này. Miếng này về nó không bị gãy luôn. Meca rất đẹp luôn này, thiết kế rất sang trọng. Con này hơn triệu nhá, này hơn triệu em chưa test thôi. Test này bán cho anh em nhé, anh em thích thì bảo em test thôi. Còn đi của nợ này thì con này con tự hành rồi, con này không có AUX, nắp không đóng được nữa này. Ui, cái loại này thì bán loa tặng cục, 350 vào ship. Đấy. Loại này thế thôi. Cục này thì chắc không biết CD cũng chưa, con này bãi em rất là khỏe nhé, bãi em khỏe lắm này. Đấy. Thích con này em test cho nhé. Test vệ sinh đàng hoàng thì thế 400. Rồi, thôi tính sau đi, anh em thích thì em test sau. Con này loa của nó này, cục không có, về loa không về cục à? Panasonic này. Đây, cái bộ khỉ gió đây, bộ này trông như này thôi nhưng mà có giải mã này. Đấy, chỉnh ba check luôn này. Rất hay nha anh em nhé, bộ này rất hay nhá. Loa nhìn hơi dị thôi, đây. Đây, loa đây, nhìn hơi dị tí, đấy, cong cong rồi thôi. Một tiếng hay lắm, một tiếng bát check, ra check luôn. Có chỉnh bát check các thứ này. Đã nhìn như thế này thôi nhưng mà bộ này rất hay, rất đáng chơi này. Mà nhìn thiết kế cũng đẹp thôi. Đấy. Con này âm ly để nằm nhé, nên dựng đứng âm ly con này để nằm. Con này của Panasonic. À không phải, con này của... đúng rồi, của Panasonic. Rồi đấy là cặp loa gì đây, vỏ cỏ này. Là Pioneer. Con này về không thấy đầu đâu. À, con này Pioneer loa toàn giải đấy, toàn giải anh em nhé. Cái loa chắc này nó hỗ trợ phụ thôi. Còn chủ yếu tiếng ở đây hết này. Nó loa toàn giải đấy. Đề can xấu quá. Rồi, Kenwood thần thánh. Con này gọi là con thần thánh. Con nó bụi quá, hát xì hơi luôn. Con thần thánh nhá, bát 8 luôn. Cái tiếng đánh rất hay này, đầu mi nhỏ mỏng luôn. Kenwood thần thánh. Cỡ xíu. Con này hỏng rồi, con này bị gãy mất mạch rồi. Gãy volume rồi. Tiếc qua con âm ly này rất là hay này. Con này khỏe lắm rồi, bát chắc rồi. Thôi, con này bỏ vứt, bán rất vụn. 200.000. Đấy, con này mùi bao zin. Zin nguyên bản 200.000 anh em lấy về mà sửa chữa. Đấy. Đấy, em nhìn cái volume này rồi. Đây. Lòng phòng đấy rồi. Đấy, 200k, Sony con này là MD9, ui con này mà ngon nghẻ phải tầm triệu rưỡi, triệu 8. Đấy, anh em thích về vạch nhá, 200.000 luôn. Bán luôn con này luôn. Không còn test tiếp gì cả, bán luôn. Đấy, 200k. Đây là con gì đây? À cái loa này là loa lực công suất này. Con này của hãng gì đây? Ui còn nguyên cái siêu này. Quý. Mới lắm. Ui cái hãng lạ hoắc gì ạ, chịu chả biết nữa. Chân này càng bị gãy lung tung rồi này. Hãng này là loa lực công suất anh em nhá. Đây, có chỉnh bát chắc ở sườn này. Chỉnh bát, chỉnh chắc volume này. Super bass này sao này. Đấy, con này loa lực công suất nhá. Đấy, xấu quá. Con này chưa test thì cũng chưa biết giá cả thế nào đâu. Chưa test, con này mới về lần đầu tiên thì mình chưa va chạm con này lần nào. Thôi con này để test nhé, anh em thích thì em báo em test được con này. Rồi, cục đây, loa bên phút đầu ấy. Cục Victor 7 màu. Đây, bộ VH SH3MD thần thánh. À đây, loa đây, loa của nó đây, cục đây. Rồi. Bộ này bộ 7 màu nhé, giá lên quanh 6-7 đồng thôi. M3 về thì không có loa, M3 về mỗi cục không có loa. Ngoài kia là bộ cục âm ly ổ cứng của Sony. Loa chẳng biết nó trôi dạt ở đâu rồi, tí em kiếm sau. Đây, con Pioneer. Con này thì loa nó ở đâu ấy? Con này thì loa của nó một gân thì phải. Đúng rồi, con này là một gân nhé, con GS7 một gân. Con này có giải mã, chỉnh bát check này. Em rất khỏe này, thiết kế mặt rất đẹp này. Có trên là cái cục không có volume em kiếm sau.
không phải cục không, không về không phải loa Pioneer, dòng này cũng nhiều có Bluetooth thì phải, à, có USB này, Bluetooth thì như không có, còn có USB Pioneer. Cục này về cục không, không có loa nhé, anh em nào thích chơi cục thì mua về ghép loa sau nhé. Con này con Pioneer CM56, à, con này khá là VIP, CM56 nhé. Đấy, cục không có loa, chưa test cũng chưa biết sống chết nào cả đâu. Đấy, cần thì bảo em test cho. Đây, bộ này là bộ bộ này có điều khiển mới chơi nhé, em có điều khiển luôn nhé. Bộ có chỉnh bát chét này, equalizer theo ý mình này. Con này con L100 hay sao? Em con này có khiển nó rồi các bác nhé. Đấy, các bác cần khiển thì báo em. Em có khiển nó, khiển học nhé. Tiếng của này khá là hay, luôn luôn con này đẹp này. Bên cạnh là con Sony ổ cứng này, đầu đây, loa chắc ở đây rồi. Loa cái này không đồng bộ. À, loa con này là cái con ngoài này này. Đây, loa này. Đấy. Rồi, con kêu là đốc như kiểu đốc lịch ấy. Loa, con này có 3, về 3 bộ liền nhá. Bộ này về 3 bộ liền nữa. Đấy, như kiểu đốc lịch luôn. Tiếng của này hay nó trông này thôi nhá, bầu dục thôi, tiếng rất hay. Đấy, tiếng trung âm nghe sáng cực kỳ luôn. Con này nghe bôi rồ quá hay luôn. Đấy. Thiết kế nhìn nó hơi dị tí. Ở bên cạnh con đầu Q1 thì không có loa. Cái loa này là loa gì? Loa 3 way ở của một cái đầu nào đó. Rồi, chưa tìm thấy. Rồi, đây rồi. Con này, con này là của cái bộ SE7. Đây loa đây nhá, loa đứng ở trên này đây. Cục đây, đấy, SE7 nhá. Đấy, anh em thích cái loại này em test cho nhá. Đấy, em bán cũng chỉ hơn 1 triệu thôi, không đắt lắm đâu. Đấy, rẻ hơn giá thị trường 1 triệu tí thôi. Rồi, con này Panasonic, dòng này có giải mã này, giá con này cũng chưa đến 1 triệu. Đấy, em bán rẻ, không đến 1 triệu đâu. Còn anh em đang bán 1.2 triệu nhé, anh cứ sớt mã nha. Con này con M57 nhá, anh em đang bán khoảng 1.2 triệu đấy, em bán chưa đến 1 triệu. Rồi, thằng Pioneer, thằng này thì đây chắc loa đây, loa toàn giải đây, không cậy được lưới rồi. Cái của nợ này thì em chỉ bán khoảng độ 600.000 thôi, hoặc không đến, nếu mà xấu thì không đến. Con này là con của nợ. Rồi lại một con của nợ nữa. Con này thì chắc cũng chỉ loanh quanh 600.000 thôi, không đến. Nếu mà đẹp thì đến, không không đến. Đấy, của nợ. Rồi hai cái loa không, không có đầu. Sony con này tiếng cực kỳ hay nhá. Dòng này không phải đơn giản đâu, tiếng rất hay luôn con này. Cặp loa này này. Ở dưới là một cái đầu bếp từ. Em vẫn gọi vui là đầu bếp từ. Trông như cái bếp từ đây anh em nhé. Đây, một cái đầu của thằng thằng Pioneer. Đây, trông như cái bếp từ luôn. Đấy, như cái bếp từ luôn. Con này về không có loa. Đấy, anh em thích thì em test cho nhé. Cứ cần con nào, cứ khoanh tròn em bắt test hết. Panasonic. Panasonic mặt gương nhá, mặt gương. Đấy, loa nó đây. Rồi, ôi, loa gương ngon luôn, không bị mục nhá. Đấy, mặt gương nhá. Rồi bên cạnh là con đầu này. Con đầu này loa nó ở bên kia. Loa ba quay, đây con đầu này đây. Là Vic, con Vic. Đấy. Con này chơi cả đĩa DVD thì phải, không nhầm là thế. Rồi, cái loa này là của cái đầu lúc nãy Pioneer ở bên kia đây. Đấy, một gân nhá, một gân, con này phải thay gân. Rồi, con này tính sau đi, con em phải thay gân. Đợt này em bận em chưa làm gân đâu. Đấy. Bác thợ nào thích là mua về tự làm thì mua. Cái loại này lại của nợ nữa này, cái loại của nợ này thì bắt em được này. Em con này lên 160Hz này, ui ơi, kinh khủng luôn. Ý. Bắt em thôi, hoặc nghe đĩa, nếu mà đĩa còn chạy nghe đĩa thôi. Đấy, thế còn băng cassette nữa, có thì chơi băng cassette thôi. Cái loại này tự hành, không chơi được AUX luôn. Đấy, rất là chán đời. Hoặc muốn chơi AUX thì mang thợ của người ta cấy cho. Đấy, lại tự hành nhá. Cái này cũng còn của nợ thôi, chắc bán rẻ khoảng 400.000 thôi. Bán loa tụ cục thôi, 4.5 gì đấy. Bao ship 4.5 luôn cho nhanh nhá. Đấy. Rồi, con này thì đấy như em nói này, con này về được 2 bộ rồi. Đây, bát chắc đây. Đấy. Trông đều đều thôi nhưng mà con này tiếng cực kỳ hay luôn anh em nhá. Panasonic này. Đấy, con PM50MD. Tiếng rất hay con này luôn. Có chỉnh bát chắc, có giải mã luôn. Rồi, con này con gì đây? Ôi, con này con Aiwa MG1. Đấy. Con này kiểng loa sáng lắm, vệ sinh lên đẹp lắm. Con này loa hơi xấu, đề can xấu quá. Vic 7 màu nhá, Vic 7 màu dáng đứng này. Đấy.
Loa này không đồng bộ rồi. Vài loa khác rồi. Loa này cũng rất là VIP. Đẹp. Cặp loa dàn chung của hãng Panasonic, không về cục nhá. Loa dàn chung của Panasonic. Cặp này chắc em bán khoảng độ 700.000 bao ship. Tiếng uy lực luôn. Loa dàn chung của Panasonic. Đấy, bẩn quá. Rồi lên lống trên này nữa, vẫn là thuộc cái lô vừa về. Đây bộ này. Bộ này có giải mã luôn thì phải, không nhầm có giải mã luôn. Một loa con này không biết có bị một cân không. À luôn con này loa ngân con này ngon luôn. Đấy. Con này cũng dưới triệu thôi. Đây lại cái của nợ này nữa. Của nợ này thì ở trên có cái loa center của Yamaha này anh em này. Đây, loa center của Yamaha ở đây. À đấy. Anh ơi Yamaha. Em nói rồi. Ôi, điện thoại mình hết pin đấy. Center của Yamaha. Đấy. Rồi. Của nợ này. Không biết qua, không biết là có USB này có thể nhớ này, chẳng biết có AUX không, để mình kiểm tra sau. À của nợ này có AUX luôn, may quá. Đây là con của nợ nữa. Toàn cái loại vớ vẩn cũng USB cũng đầu độc thẻ luôn, thẻ nhớ luôn. Cái này chắc cũng có AUX đấy. Toàn mấy loại của nợ là toàn giải thôi. Con này bán loa tặng cục con này bị vỡ này, về bị vỡ này, đấy. Bán loa tặng cục nhá. Bán 1 triệu bao ship tặng cục luôn. Ôi, bẩn quá, VH7 nhá. 1 triệu bao ship tặng cục. Thích em chụp hình ảnh cho anh xem. Giá rẻ thanh lý luôn. 1 triệu bao ship tặng cục. Cặp loa dàn chung của Kenwood, cặp này thì không về đầu. Loa nóc các kiểu này. Có loa nóc luôn em nhá, này loa nóc này. Đấy. Cặp này giá trên triệu một tí. 1 triệu một xíu luôn. Rồi, bộ vít to 7 màu, bỏ qua đi. Sony cục Sony M3, loa J3MD không đồng bộ, thôi bỏ qua. Đây bộ này cũng khá là hay đẹp này. Panasonic này. Con này thì cũng chưa bán bao giờ, này về lần đầu tiên. Đây M60. Đấy. Còn giải luôn. Khá là đẹp. Rồi Kenwood thần thánh nhá. Đấy, siêu mini luôn. Máy đứng. Một cặp loa tách giản ổ cứng của Sony, con này không thấy đầu đâu thì phải. Con này đầu loa khá là đẹp, tiếng con này rất hay nhá. Mặt gương bóng. E7 vừa nói xong, con này không về loa này. Con của Kenwood này không về loa này. Đấy. Cặp này con tiêu nơi dở hơi. Cục đây. Loa của hãng Aiwa, loa toàn giải nhá. Con này bán riêng loa riêng cục nhá, không đồng bộ. Đây một bộ đốc nữa của nó con tiêu này. Đây, đang phải quay nhanh sắp hết pin rồi, Kenwood này. Con này con nét MD này. Con này là con Victor. Victor, con này có đề cao này, con này có nó có cả cái à không phải, con này không có thể nhớ. À đây có bộ ở trong. Có bộ ở trong có USB luôn. Đấy. Đề cao này. Lại một siêu mini nữa, Kenwood siêu mini. Loa thần thánh luôn. Đấy. Bộ này rất là nhiều luôn. Rồi Kenwood này, con này loa xấu quá. Để căng xấu quá, loa đẹp thôi. Mặt vàng, còn mất volume kiếm sau nhá. Con này gãy volume mất rồi. Ở trên là một con giống như thế, Kenwood nhá. Đây, cả bộ ở đây nhá. Đấy con lồi lõm cái này có thể thò thụt được nhá, chỉ má check này. Thò thụt ra vào được nhá. Đấy, loa nó đây. Loa khá là hầm hố luôn, to nhá. Mini size đại luôn. Rồi Panasonic không gì để nói. Panasonic tiếp có M35 này, Sony M35 này, huyền thoại nhá. Rồi hai cái đầu Panasonic không có loa này. Rồi con này con K531, con này có Bluetooth luôn anh em nhá. Đấy, em thích em test cho con này nhé. Giải mã các kiểu luôn, Bluetooth chỉnh bass jack mid luôn. Đấy. Đấy, loa đẹp này. Em cố quay nhanh hùng hết pin mất rồi. Ôi, K531 nhé, phải hàng một K531 nhé, có Bluetooth nhé, đồng đời rất là cao. Rồi con này có chỉnh bass jack và mid luôn, ai qua nhé. Ép đến nào có chỉnh bass jack và mid luôn. Đấy. Con này lên quanh khoảng triệu bạc thôi. Rồi con này con Sony. Con này em test sau, con này loa toàn giải nhé. Đây loa nhỏ này đây. Đầu đây em đi đây. Chân bị gãy vỡ rồi, tháo chân ra luôn. Đây con của nợ này. Con của nợ này không có AUX nhá, cũng tự hành nhá, cũng nghe đài thôi. Con của nợ này thanh lý chắc là 1.300. 1.300 bao ship luôn. Rồi, đầu U1X con này có Bluetooth luôn nhá. U1X ở dòng này có Bluetooth luôn đây anh em nhá. Đấy. Loa không đồng bộ nhá, loa của Onkyo nhưng không đồng bộ. Loa khá là đẹp. Đóng loa thiết kế đẹp phết anh em ạ. Đây. Đấy, là bộ dù khá là đẹp luôn. Rồi, cái con này là cái con anh em mới gọi là cái bếp ga đây. Đấy.
con này có đầu không có loa, con này thì không test được vì không có nguồn, không có dây nguồn. Anh em thích em bán mù con này 800.000 đấy, và anh em tự chơi nhé, tự nghiên cứu bán mù nhé, 800.000 không có dây nguồn, không có cổng nguồn, lại con của nợ nữa đấy. Con này thì chắc khoảng độ 600-700 thôi, do toàn giả. Đây bộ 5.1 nhưng mà thiếu súp nhé, thiếu súp có điều khiển cả đấy, nhưng thiếu súp và thiếu một loa center, thiếu súp. Bộ này tính sau. Đây cặp loa này em chưa dọn này, check móp này chưa dọn nhá. Đấy, cặp loa này giá bình thường 2.5 triệu thì cặp này em xả chắc khoảng anh quanh khoảng 1.7 triệu thôi, 1.6-1.7 triệu thôi, nó không đẹp lắm. Đấy, em chưa dọn, chưa lau chùi rồi, cục này thôi bỏ qua. Một cặp loa Sony, cặp này tiếng hay lắm này. À, cặp loa của Tech, cặp loa của Tech nhá. Cặp này tiếng khá là ổn luôn anh em nhé. Đấy. Anh em làm loa này treo quán cà phê quá hay luôn, cặp này xấu thôi nhưng mà tiếng hay lắm. Đấy, xấu tí nhưng mà tiếng hay lắm. Rồi thiết kế cả lỗ treo nha anh em nhé. Cặp này tiếng rất là hay, dày tiếng. Rồi con Pioneer huyền thoại này, con này chắc thanh lý khoảng 450. Rồi bộ Sony M100, con này có cả giải mã này, có chỉnh bát check này. Con này chắc anh quanh, con này trên nắp nó vỡ này rồi. Con này chắc em thanh lý khoảng độ 800 thôi. Đấy, 800 thôi nhé, thanh lý. Con này loa trên này nó vỡ cái nóc, ở trên âm ly nó vỡ cái nóc này. 800, thanh lý nhé. Rồi cái đầu Panasonic. Với đại thể là thế. Nhiều lắm anh em nhé, còn rất là nhiều luôn. Nhiều lắm anh em. Nhưng mà chưa có thời gian làm đâu, cứ quay sơ sơ cho anh em nắm được cái tình hình hàng về thôi. Đây còn vài bộ nữa, còn cái đốc này không phải súp kia qua, còn cái tích này. Đấy. Đầu âm ly này, loa mỏng siêu mỏng, tiếng này rất là hay. Nhìn thiết kế đẹp nữa. Không về súp cho nên em chịu chết rồi, bán mù 1 triệu nhá. Đấy. Bán mù 1 triệu con bộ này, cả bộ và súp là 3 triệu thôi. Bán mù 1 triệu anh em nào có súp phải mua về mà ghét. Hoặc về chế cháo mang về thợ và người ta độ cho. Tích này anh em nhá. Con này đĩa trượt lên này. Đấy. Đĩa trượt lên nhá. Ấn nút là tự, nếu có điện là tự lên tự xuống luôn. Đấy. Bán mù 1 triệu. Đấy anh em thích thì anh em lấy nhá. Đấy. Cặp loa Pioneer phẩm này em chưa vệ sinh, nhìn nó hơi bẩn tí. Cái càng đây. Cặp này loa đẹp. Thùng thì em chưa vệ sinh, nhìn nó chưa dọn dẹp, nhìn nó hơi xấu tí thôi. Cặp này thì em chưa định giá của mình, nó em còn vệ sinh lại cơ. Cặp này thì phải vệ sinh lên mới đẹp được. Cặp này tiếng rất là dày hay. Thì cặp này chắc là không có giá dưới 1 triệu được, phải trên 1 triệu hết. Còn triệu mấy thì em cân nhắc đã. Bằng cái đầu của nó luôn. Nếu mua cả đầu cả bộ luôn cũng đệ được nhé. Em chưa test đầu chứ sống chết đây nào. Pioneer đây, N710. Đấy, cái bộ này thì em sẽ test sau nhé. Đấy, sẽ test cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video nhé. Đấy, sơ sơ thì em thông báo hàng về thôi. Anh em thích con nào thì khoanh tròn để em test. Còn nếu không thì anh em cứ chờ nhé. Đấy, hàng trên còn hai hàng nữa cơ, như em hết pin rồi em không quay được nữa. Rồi anh em thông cảm nhé. Đấy, còn rất nhiều luôn. Đấy, ngập hàng ngập nhà luôn. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Zalo vẫn là số cũ 0975 575 262.